Thì bên này thì em đang đánh cho hai loa trầm các bác nhá. Hai cái này thì đánh cho hai loa chung và chép bên trên. Chúng ta sẽ giảm chung và chép nó sẽ như này. Đó, hiện tại chỉ có trầm đánh thôi. Đúng không? Đây giảm trầm luôn này. Và đây là chung này, chung và chép này. Cho loa bên trái và đây là loa bên phải này. Đó. To lên thì nó sẽ to theo thôi. Hòa quyện vào nhau thì rất là tuyệt vời. Âm thanh nó tách mạch chi tiết. Xin chào các bác nhá. Hôm nay là buổi chiều ngày hôm nay anh em chúng em có một cái combo, và cái combo này là một cái yêu cầu rất là khó và phức tạp. Theo yêu cầu của anh Toàn ở Bình Định thì anh yêu cầu là chơi một đôi loa làm sao mà nó ra được hết chất âm cũng như đánh ở cái chế độ bay wide tách cầu đấy, tức là đánh ở cái giải chung và chép riêng và bát loa siêu trầm để đánh ở cái giải siêu trầm riêng. Và đây là một yêu cầu phải nói là khá là khó so với bình thường. Những anh em kỹ thuật bình thường thì chúng ta không biết setup kiểu gì. Và ở đây thì em đang ghép theo đúng yêu cầu của anh, đánh sang một đôi loa DX2, một trong những đôi loa chơi chuyên nghiệp, tức là vừa hát karaoke và vừa nghe nhạc. Tuy nhiên thì chơi chế độ này thì nó sẽ tốn kém hơn. Bắt buộc là chúng ta phải sử dụng đẩy 4 kênh và để 2 kênh thì đánh cho loa chung và loa chép bên trên, 2 kênh thì để đánh cho loa siêu trầm bên dưới. Đây, loa siêu trầm bên dưới này. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ chơi độc lập nhau như vậy. Và ở đây thì em đang sử dụng là cục đẩy 4500 Pro 4 kênh các bạn nhé. Một cái phiên bản có cái màn hình ở giữa đây, một cái chiếc vang 8D vang số. Và cái đường main ấy thì em sẽ đánh cho loa bass, nó bass dưới đây, để cắt làm sao cái tần số nó vừa đẹp nhất, vừa xinh nhất, nó không có ù cũng như là không có chép ở trên cái giải trầm này. Và một cái nữa là đường surround thì em sẽ đánh cho cái loa full này. Đấy, nhưng mà hiện tại đây trong cái bộ này thì chưa có súp, nhưng em sẽ cài sẵn cho. Sau này mà anh có ghép thêm loa súp vào nữa vẫn ok, ghép thêm loa lời đều ok hết. Đấy, và ở trên này thì em ghép thêm một chiếc nâng tiếng nữa để anh có thể chỉnh theo cái sở thích của anh. Ví dụ bát chép theo cái tùy theo từng bản nhạc. Và trên cùng là một cặp mic không dây. Đấy, cái combo này khá là phức tạp và nó sẽ hơi rối rắm setup một tí. Em sẽ chỉ cho anh, các bác và anh em cũng như là tham khảo nhé, cũng như là cho anh Toàn xem cụ thể ra là cái cách setup như thế nào, đấu nối dây rắc làm sao nhé. Rồi, thì với cái đây em sẽ quay đằng sau cho các bác. Với cái lá đồng bình thường đây thì em sẽ tháo ra các bác nhé. Bình thường cái lá đồng này sẽ là linh cho cọc trên và cọc dưới. Đấy, nhưng bây giờ tháo ra thì sẽ hai cái đường bên dưới này sẽ dành cho loa bát này. Đấy, và hai cái đường bên trên này sẽ dành cho loa chung và loa chép. Và tương tự bên này cũng vậy. Đấy, thì em sẽ tháo lá đồng ra, tháo lá đồng ra. Rồi, hai cái đường bên dưới này cộng trừ này sẽ đấu cho loa bát này, hai đường bên trên đấu cho loa chung và loa chép. Thì riêng với loa DX2 thì mới có cái tính năng này các bạn nhé. Còn một số những dòng loa khác thì không có. Dòng loa cao cấp kiểu như SH1008 thì mới có này, hoặc B12 thì có này, hoặc là G1000 này. Đấy, và thông thường hoặc là B12 thì cũng có cái tính năng đấy. B12 đây, nó full chép kèn đây thì mới có tính năng đấy. Và chơi như vậy thì chỉ dành cho anh em nào mà phải nói là thật sự đam mê và có cái điều kiện tài chính thì chúng ta mới chơi như vậy. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem âm thanh nó tách bạch chi tiết như thế nào. Khác biệt hoàn toàn so với những chúng ta đang chơi bình thường nhé. Và đây là cái bộ dàn combo mà chúng em đã ghép khá là nhiều cho những anh em nào mà có điều kiện, gọi là tài chính là một, và thứ hai là chơi theo kiểu thưởng thức. Đấy, và trong cái combo này thì lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem chất âm nó sẽ như nào các bạn nhé. Rồi, vâng, hướng dẫn cho các bác và anh em cũng như anh Toàn cái cách đấu nối cái bộ dàn này nhé. Hiện tại đây thì em đang đánh cho hai cái đường A với B này thì sẽ cho loa bát, và đường C với D này thì sẽ cho loa chung và loa chép. Thì tương tự như vậy, đường ML này, đây chính là ML mà MR đây, thì sẽ cho loa chung và loa chép đây, đấu xuống hai kênh của cục đẩy, kênh C và kênh D. Rồi còn cái kênh bên SL và SR này thì sẽ dành cho kênh A và kênh B, đánh riêng cho, tách biệt ra. Đấy, như vậy thì âm thanh nó sẽ không dính vào nhau. Và sau này thì anh có thêm loa siêu trầm nên thì lấy tín hiệu từ loa trầm ở đây, thế là ra thôi. Đấy, và chất âm của nó thì phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Đấy, mời các bác cùng nghe thử nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe thử tiếng mic các bác nhé. Đây, em đang sử dụng luôn cái mic 321 đây. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, với tiếng hát karaoke. Còn đây khi nghe nhạc nó sẽ như này. Đấy, thì bên này thì em đang đánh cho hai loa trầm các bác nhé. Hai cái này thì đánh cho hai loa chung và chép bên trên. Đấy, chúng ta sẽ giảm chung và chép nó sẽ như này. Đấy, hiện tại chỉ có trầm đánh thôi. Đúng không? Đây, giảm trầm luôn này. Và đây là chung này, chung và chép này. Cho loa bên trái và đây là loa bên phải này. Đó, to lên thì nó sẽ to theo thôi. Hòa quyện vào nhau thì rất là tuyệt vời. Âm thanh nó tách mạch chi tiết.
Thế chơi này nó rất là khó và cũng như là đồng thời hỏi đòi hỏi cái người mà thưởng thức phải có một cái trình độ nhất định để chúng ta có thể thưởng thức được trọn vẹn cái chất âm của cái bộ dàn combo ngày hôm nay. Và cũng rất là cảm ơn anh Toàn ở Bình Định đã yêu mến và ủng hộ cho em bộ dàn combo này. Và kính chúc anh Toàn và gia đình thật là nhiều sức khỏe, bình an và ca hát vui vẻ bên cái bộ dàn mà Hoàng Long cho em cung cấp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo.